Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 17 tháng 6, Đức đọ sức với Mexico, Brazil và Thụy Sĩ. Ở lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 17 tháng 6, Đức sẽ đụng độ với Mexico và Costa chạm trán Siberia. Theo lịch thi đấu World Cup hôm nay 17 tháng 6 tại bảng F, cỗ xe tăng Đức sẽ quyết đấu với Mexico vào lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam. Đây là trận đấu khởi động cho chặng đường bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Đức tại World Cup. Cũng ở lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 17 tháng 6, cuộc chạm trán giữa Costa Rica và Siberia sẽ là trận đấu đầu tiên tại bảng E diễn ra vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó cũng tại bảng E, dạng sáng mai ngày 18 tháng 6 vào lúc 1 giờ, Brazil sẽ đọ sức với Thụy Sĩ. Lịch thi đấu World Cup 2018 hôm nay 17 tháng 6 và dạng sáng 18 tháng 6. Ngày 17 tháng 6, 19 giờ, Costa Rica gặp Siberia. 22 giờ Đức gặp Mexico. Dạng sáng 18 tháng 6, 1 giờ Brazil, Thụy Sĩ. Tất cả đều được tường thuật trên VTV, VTV6 và VTV3. Cùng với đó các bạn có thể xem tại FPT Play, VOV Go bằng các ứng dụng trên điện thoại. Dự kiến trận đấu Brazil và Thụy Sĩ sở hữu một dàn sao thượng thặng ở khắp các tuyến, Brazil được dự đoán sẽ có một trận đấu không gặp nhiều khó khăn. Dù đối thủ của họ ở trận mở màn sẽ là Thụy Sĩ, tuy nhiên Neymar và các đồng đội sẽ phải đặc biệt cẩn trọng, sau khi chứng kiến các ứng cử viên vô địch khác như Argentina, Pháp gặp muôn vàn khó khăn, dù đụng phải những đối thủ được đánh giá là cửa dưới. Ngôi sao tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay dĩ nhiên là Neymar, người đã ghi dấu dày lên 5 trên 11 bàn thắng gần nhất của Brazil tại World Cup, bao gồm 4 bàn thắng và một kiến tạo. Sau khi trở lại từ chấn thương, tiền đạo đang khoác áo PSG sẽ có một số trận giao hữu cùng đội tuyển và màn trình diễn tương đối tốt. Đánh giá về trận này, cựu danh thủ Paul Mason nhận định trên Skyport tỷ số sẽ là 3-0 nghiêng về Brazil. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, nhà đương kim vô địch sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc đối đầu với Mexico. Sự trở lại của Ozin giúp cỗ xe tăng có được lực lượng hoàn hảo và phía bên kia chiến tuyến cũng vậy trang Sport Illustrator nhận định đây sẽ là một trận đấu của thầy trò Joachim Lowe để thể hiện sự áp đảo về mặt kỹ chiến thuật và giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Ở trận còn lại, cây viết Molly Hudson của Indepen đánh giá Costa Rica có thể tạo bất ngờ trước Serbia bằng thắng lợi 2-1. Theo Sports, tỷ lệ cược cho chiến thắng của Brazil trước Thụy Sĩ là đặt 5 ăn 2, hòa là 7 ăn 1. Brazil thua là đặt 10 ăn 3. Trong khi đó Neymar được đánh giá cao về khả năng mở tỷ số trận đấu, đặt 2 ăn 5. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. World Cup 2018 chờ đợi Messi, kẻ thất bại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Đã có lúc người ta từng khẳng định chắc nịch rằng Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại vật đổi sao rời, chưa bao giờ chú bọ chét nhỏ lại thấy tranh vênh như lúc này. Ngày ấy là thời điểm mà một mình Messi thâu tóm bốn quả bóng vàng liên tiếp, khiến những fan hâm mộ của Ronaldo phải thốt lên cay đắng. Trời đã sinh ra Ronaldo, sao còn sinh ra Messi? Còn những người yêu mến môn thể thao vua trên toàn thế giới thì ngán ngẩm, bởi cuộc đua song mã ấy dường như đã có kết quả rõ ràng. Messi là một asin của thời hiện đại, nếu như Asin là chiến binh vĩ đại của quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Tora, được nhắc đến nhiều nhất trong lịch sử Ilias, thì Messi là cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ vĩ đại Barcelona, một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Nếu như Asin được nhân mã Sharon thay xương ống chân người khổng lồ để trở thành người chạy nhanh nhất thế giới, thay gan sư tử tim gấu cho chàng dũng cảm và không biết sợ gì, thì Barcelona cũng giúp Messi vượt qua nghịch cảnh bệnh tật để bước lên đỉnh cao thế giới mà chẳng hề sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Dù đó có là Real Madrid hùng mạnh vẫn phải cúi đầu vỗ tay tán thường. Nếu như Messi là Asin, thì Ronaldo đích thị là Hegwin, vị anh hùng trong thần thoại La Mã với 12 chiến công lừng lẫy. Giống như Maradona, tài năng của Messi được thiên phú, trong khi với Ronaldo, đó là kết quả của một quá trình chui rèn đằng đẵng không ngừng nghỉ. Nếu như Hegwin nhờ sự đầy đọa của nữ thần Hera, của tên vua yếu ớt Aristeus mà hoàn thành 12 chiến công kỳ vĩ, qua đó ghi mình vào danh sách những anh hùng vĩ đại, thì Ronaldo cũng nhờ cái bóng quá lớn của Messi để bước lên đỉnh cao thế giới. Giờ đây khi Ronaldo đang tiếp cận với quả bóng vàng thứ sáu cũng là danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới thứ năm trong vòng 6 năm trở lại đây thì messi chơi vơi dưới những cái bóng của siêu sao người bồ đào nha nghiệt ngã thay ronaldo làm được điều đó khi mà những ngày tháng mạnh mẽ sung sức nhất đang rời lại phía sau còn messi bước vào thời kỳ chín nhất của đời cầu thủ sự thay đổi đã làm ronaldo ngày càng hoàn thiện bù đắp lại sự thiệt thòi về tài năng thiên bẩm so với siêu sao người argentina bên cạnh đó tinh thần chiến binh sự nỗ lực không ngừng nghỉ khát vọng độc chiếm đỉnh cao là điều ronaldo ăn đứt messi Năm 2016 ghi nhận hai hình trái ngược đến từ hai siêu sao trong cuộc đua song mã đến đỉnh cao thế giới. Nếu như hình ảnh Ronaldo chấn thương rời khỏi sân trong trận chung kết Euro nhưng vẫn gào thét bên đường biên truyền cảm hứng cho Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch thì hình ảnh Messi đổ sập xuống sân cỏ sau trận chung kết Copa America nhìn Chile bước lên ngôi cao nhất khiến cả dân tộc Argentina thất vọng não nề. Với Bồ Đào Nha, chức vô địch Euro mà Ronaldo đem về cho họ là chiến công kỳ vĩ. Bởi 12 năm trước, thế hệ vàng với những Luis Figo, Ruiz Costa đã chẳng thể làm nổi điều đó, dù giải đấu năm ấy được tổ chức trên sân nhà. Còn Messi thì sao? 4 chức vô địch Champions League, 9 chức vô địch La Liga trong màu áo Barca đáng tự hào ghê gớm. Nhưng đội tuyển quốc gia Argentina lại là góc chân Asin của anh. Sau tất cả. Nó chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Messi có là gì nếu đặt cạnh Maradona với chức vô địch World Cup 1986? Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, huấn luyện viên của Tottenham Mauricio Pochettino đã khẳng định chắc nịch Với tôi luôn luôn phải là Maradona. Xin lỗi Messi, tôi yêu mến Messi nhưng với tôi luôn luôn phải là Maradona. Chẳng khó hiểu, bởi Pochettino là người Argentina mà đã phàm là người Argentina thì người cứu vớt dân tộc, đem Argentina đến đỉnh cao vinh quang thế giới át hẳn phải là Maradona. Còn Messi, đó chỉ là một cỗ máy hoàn hảo được chế tạo đâu đó bên kia bờ Đại Tây Dương, với sứ mệnh đem vinh quang về cho đội bóng châu Âu Barcelona và đem niềm đau gieo rắc vào lòng tự hào của người dân Argentina. Ai đó đã từng nói, Pele là huyền thoại, còn Maradona là thần thoại bởi một mình anh kéo cỗ xe Argentina băng băng vượt qua bão lửa để đến vinh quang. Maradona là thần thoại, không chỉ bởi chức vô địch World Cup 1986, chức á quân World Cup 1990 mà còn bởi truyền được niềm cảm hứng từ nhành một cậu bé của đường phố, của khu ổ chuột bằng tài năng, bằng ý chí vượt lên đặt cả thế giới dưới chân mình. Trong nghèo đói, trong khó khăn, khi cả đất nước đang bên bờ vực phá sản, người dân Argentina nhìn vào Maradona để quên đi hiện tại khắc nghiệt. Với họ, Messi xa lạ biết bao, bởi anh giống như một gã du khách châu Âu, chỉnh chu, khó tính và kênh kiệu. Chẳng có chút nào của sự xả thân, sẵn sàng chết trên sân cỏ để lấy về chiến thắng như Maradona. Khi Argentina cần, Maradona đã đổ đến giọt mồ hôi cuối cùng, để rồi gục ngã sau trận chung kết trên sân Olimpico trước người Đức ở World Cup 1990 rồi đứng dậy thêm lần cuối, nỗ lực kéo đoàn quân Abi Celeste ở World Cup 1994 trước khi gục ngã chỉ sau hai trận. Còn Messi, có gì ngoài lời nói hờn dỗi dã từ đội tuyển sau thất bại hồi hai năm về trước? Trước thềm World Cup 2018, Maradona nhận xét ngắn gọn về siêu sao hậu bối của mình. Những gì Messi làm được, tôi đã làm từ rất lâu rồi. Thành công ở Barcelona ư, Maradona từng đưa Napoli vào lịch sử Serie A mà chẳng cần những Xavi hay Iniesta, Neymar hay Luis Suarez xung quanh. Và ngọn lửa mà Maradona thắp lên ở Abi Celeste, Messi chưa từng làm được. World Cup lần này, mục tiêu duy nhất của Messi là chức vô địch cùng Argentina trước khi quá muộn. 4 năm nữa, Messi đã 34 tuổi. World Cup là canh bạc cuối cùng, canh bạc tất tay, canh bạc mà nếu thua, giấc mơ độc tôn duy ngã chính thức khép lại mãi mãi. Nhược bằng không, huyền thoại ấy sẽ chỉ mãi dừng chân ở mức độ siêu sao, bởi lịch sử bao giờ cũng được viết bởi người chiến thắng, mà Messi thì không. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.